Xin chào các bác, nếu các bác đang tìm kiếm một mẫu xe đạp City Bike trong tầm giá loanh quanh 5 triệu thì hãy cùng em tìm hiểu về Kali S3000 này các bác nhé, bởi vì em nó có rất là nhiều ưu điểm mà em muốn giới thiệu các bác ở cái mục sau đây. Đầu tiên là em nó là một xe full nhôm cho nên có một khối lượng rất là nhẹ, chỉ có 11,65 cân thôi. Thứ hai là em nó sở hữu đến 5 món Shimano. Đầu tiên là tay đề này, Shimano M315 cao cấp, bộ đùi đĩa Shimano, rồi líp sau Shimano HG208 tầng, cũng là líp thả 8 tầng cao cấp. Và hai món còn lại của Shimano là Shimano Tuner TI300 và gạt đĩa Shimano Tuner cũng là TI300 luôn, rất là đồng bộ. Hai món này là hai món Shimano tiêu chuẩn mà em đánh giá. Tiếp theo là em nó sở hữu một đôi Mayer của Kali chạy vòng bạc đạn, cực kỳ là trớn luôn. Tiếp theo nữa là em nó sở hữu một đôi lốp Kenda của Đài Loan và một đôi phanh Radius của Đài Loan là phanh C nhé, cho một hiệu suất phanh cực kỳ tốt và trong cái form xe cực kỳ đẹp, cực kỳ thể thao, nó hơi hướng giống mấy cái xe road ấy. Về khung sườn và càng phục của nó thì thiết kế cũng phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Còn về quảng cáo một tí thì bên em bán tại nhà, cắt giảm chi phí cho nên giá sẽ tốt hơn thị trường. Còn sau đây thì mời các bác vào phần review đánh giá chi tiết về cấu hình của em nó nhé. Đầu tiên là về thông số khung sườn và càng phục. Xe sử dụng khung hợp kim nhôm, có màn nhôm men về nến này, rất là dễ nhận dạng. Đề can thương hiệu Kali, mã hiệu là S3000. Nước sơn tính điện thì cực kỳ mịn và đẹp rồi. Đến cái tầm này thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Và cái dây thì cho xử lý đi âm khung 100%. Chỗ này xử lý mối hàn này, cực kỳ mịn luôn. Trông cái xe rất là nuột. Trên này có cái mã QR để check chính hãng. Trước thì có số khung đầy đủ đây. Có một cái đề can của thương hiệu Kali trước này nữa. Còn về lỗ chờ thì em nó có lỗ chờ để bắt gọng bình nước, và bình nước thì em bắt đây rồi. Đấy, còn phía sau này nó không có lỗ chờ để bắt ba ga với chân ba ga nhá. Còn chắn bùn thì mình lắp chung vào cái chỗ cùng phanh xe này. Chân chống thì nó là chân chống thép đa điểm, ưu điểm của nó là rất là chắc chắn vì nó kẹp vào đây, nó lại làm bằng thép cho nên rất là chắc. Tuy nhiên nhược điểm của nó thì nó sẽ nặng hơn chân chống nhôm khoảng tầm 80 đến 100 gram nhé. Sau này khi nào cái này hỏng các bác thay lên chân chống nhôm thì nó sẽ trông đẹp hơn tí theo đánh giá cá nhân của em. Còn về càng phuộc thì em nó sử dụng càng phuộc bằng nhôm, bản nó làm tương đối dày. Ở chỗ này có mối hàn nhôm vẩy nến này. Đề can Kali ở đây. Càng thép thì thường nó sẽ làm nhỏ hơn nhé, bởi vì nó làm to thì nó nặng, còn nhôm thì nó nhẹ cho nên nó làm được dày hơn. Về size số của xe thì xe có hai size 46 thì giống ngang của nó sẽ là 54. Nó sẽ tương đương với size SM, chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được từ 1m6 đến 1m8 nhé. Và tiếp theo nữa là một cái size 48 đây, như trong video đây, nó sẽ ghi đây. Thì giống ngang của nó sẽ là 55. Thì chuẩn của nó sẽ là size M, đi được chuẩn cho 1m7 đến 1m8 và chiều cao đi được từ 1m65 nhé. Nói chung đánh giá về khung sườn càng phục em xe này thì phải khen về hãng Kali này, một thương hiệu của Mỹ phân tách ra từ California, cũng là của công ty nhà nó cả. Tuy nhiên có một thiết kế và phối màu này, rồi là nhiều mẫu mã phải nói là rất là đa dạng và mức cấu hình cũng rất là ổn trên cái mức thương hiệu. Còn so với những cái xe mà không thương hiệu ấy thì nó sẽ đuối hơn một tí ti nhé. Tuy nhiên đến cái tầm này thì các bác có thể cân nhắc giữa thương hiệu và cấu hình, thì em này nó hài hòa cả hai yếu tố đấy. Về bộ chuyển động của xe, phía trước xe này bị một Mayer làm bằng nhôm của Kali luôn, chính hãng của Kali, và sơn tính điện lên màu đen, và đặc biệt là Mayer này chạy vòng bạc đạn nhé, cực kỳ là trớn luôn. Ưu điểm là trớn, nhược điểm thì không bền bằng côn bi được. Và nó sử dụng trục chốt mở nhanh, dễ dàng mở ra để sửa chữa bảo dưỡng. Nan là nan sơn tính điện, chân nan mạ chống rỉ, vành là vành nhôm hay lớp dày, và lốp là lốp của Kenda nhé, của Đài Loan. Nó sẽ bền hơn lốp thường khoảng tầm 30%. Và thông số lốp của nó là 728C. Đây, 728C, tức là đường kính của nó sẽ xấp xỉ 700mm và cái độ rộng bánh của nó sẽ là 28mm. Nói chung là nó đi phố sẽ cực kỳ là lướt luôn. Và nó sử dụng van là van xe máy nhé, đi đâu cũng bơm được, cực kỳ là tiện. Phía sau cũng thấy đồng bộ vành bánh thì giống phía trước. Còn Mayer phía sau của nó thì em quảng cáo nó là Mayer cối thả. Tí nó sẽ lắp một cái clip thả có độ tròn tốt hơn này. Mayer này thì cối cá nó sẽ bền hơn, gần như không phải bảo hành về cái này bao giờ. Cũng là bạc đạn như phía trước, phải nói là đánh giá về bộ chuyển động của con này phải nói là cực kỳ là ngon luôn. 10 điểm. Về bộ truyền động của xe, đầu tiên xe bị một đôi bê đan có trục cốt thép chảy bicon, ưu điểm là bền, dễ sửa chữa bảo dưỡng. Tuy nhiên khi nó kết hợp với một cái vỏ phía trong là nhựa, ngoài bằng thép, thì cái vỏ này em không đánh giá quá cao nhé. Vỏ này đổ vẫn có thể cong vênh, và mấy con ốc này dùng nó hay bị lỏng ra, mình là vít lại. Thì cái này dùng được khoảng tầm 5 năm rưỡi thôi là ok. Sau đấy các bác có thể lên bê đan bạc đạn luôn. Bây giờ bê đan bạc đạn cũng khá là rẻ, khoảng tầm 250, 300 là có rồi. Tiếp theo là đến bộ đùi, xe hữu bộ đùi Shimano của Nhật, mã là T301, sản xuất tại Philippines nhé, và có thông số là 243442. Một cái gạt trước của Shimano Tuner TI300 lên cái thép mạ này, trông nó sáng hơn và nó cũng bền hơn cái thằng TZ500 khá khá nhiều.
một ổ trục cốt vuông mặc đạn. Đấy, cực kỳ trớn luôn. Cái này là tiêu chuẩn trong tầm giá thôi. Và bộ đùi này nó có chấm xích nhé, khá là sạch sẽ. Về cái xích thì nó sử dụng xích của FFC, nếu bảo dưỡng tốt thì các bác đi được tầm 6.000 đến 7.000 cây là thoải mái. Củ đề sau cũng lắp Shimano Tonality 300 đồng bộ với phía trước luôn. Đường số cũng rất là mượt mà này. Củ này chuyên lắp cho lip 8 tầng, 7 tầng thì nó hay lip lắp của TZ500 thôi. Về lip này là một điểm nhấn này. Lip của Shimano HG208 tầng. Lip này là lip thả cao cấp của Shimano, có thông số là 1132T, có một tỷ số truyền cao hơn lip vặn khoảng tầm 27% và độ tròn tốt hơn, và độ bền thì gần như là cực kỳ bền, nó gọi là các suất lỗi gần như bằng không ấy. Cuối cùng của bộ truyền động là một đôi tay đề của Shimano M315. Lên cái tay đề này thì nó tách rời tay phanh với tay đề nhá. Còn những cái tay đề từ F500 đổ xuống thì nó sẽ tích hợp 2 trong 1. Cái này thì chuyển số nó sẽ nhẹ nhàng hơn một tí ti. Và nó cũng rất là bền, phải nói là thực sự bền. Đồ Shimano thì không phải bàn về cái này nữa. Còn đánh giá về bộ truyền động này thì em đánh giá nó ở tầm 8 điểm rưỡi nhá, 9 điểm. Nói chung là nếu mà nó trang bị thêm một tí về cái gạt đĩa trước nó ngon hơn tí, và củ đề sau lên Antut nữa thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn như này, trong một cái thương hiệu lớn của Kali thì như này cũng rất là ổn rồi. Về hệ thống phanh của xe, xe được hệ thống phanh bóp vành và cùng phanh sử dụng là phanh C đến từ hãng Radius của Đài Loan nhé. Phanh C này thì trông nó sẽ đẹp hơn phanh V, hiệu suất nó cũng sẽ tốt hơn. Nó giấu ốc vào phía trong này rất là gọn. Và cũng giống như các loại phanh vành khác thì cái này nó bóp không chết phanh, thành ra là đi nó sẽ an toàn hơn với tốc độ cao nhé. Còn đi phanh đĩa thì các bác lại phải lưu ý khi mà bóp phanh. Còn trên này là một cụm tay phanh của nó cũng hãng Radius luôn, rất là dày dặn này, tay phanh bằng nhôm, có một độ rơ nhất định. Nói chung là đánh giá thì nó không được chắc tay như kiểu của Tektro và Shimano, tuy nhiên nó không được tầm 9 trên 10. Bóp là chắc tay rồi, phía sau thì dây đi âm và phía sau một cụm phanh phía sau. Đây, cái này có một cái là mình có thể dễ dàng mở cái độ rộng này ra để lấy bánh ra mà không cần phải tháo dây phanh, sau đấy mình lại ấn cái này lại. Còn về má phanh thì bác dùng lưu ý nhé, dùng đến cái chỗ này này là phải thay má. Thì cái vành này và cái mà bộ phanh này nó rất là bền luôn. Còn các bác cứ dùng mà không để ý cả, mà cứ mòn đến đây rồi, vào trong này là lõi thép ấy, mà các bác vẫn cứ bóp thì nó sẽ hỏng vành nhá. Nói chung đánh giá về bộ phanh này thì dành cho ai không thích phanh đĩa, là thích cái phanh V này. Phanh V này vào cái form này nó giống như kiểu một dòng đua tay ngang ấy, rất là đẹp luôn. Về hệ thống lái của xe, xe sử dụng ghi đông có độ rộng 63 cm, cho một cảm giác lái rất là thoải mái. Và chất liệu của nó là bằng nhôm nhá, của Kali luôn. Pô tăng cũng bằng nhôm của Kali, chén cổ của Netco của Đài Loan. Có tặng kèm một cái chuông này. Tay nắm thì là xốp, rất là êm. Về độ bền thì em chưa kiểm chứng cái này nhiều, nhưng mà cái này chắc là cũng khá là bền luôn. Còn về hệ thống cọc yên ngồi thì nó là cọc yên nhôm đúc nhá, vít một cái lục dưới lên, rất là gọn và đẹp. Chốt cọc yên làm bằng nhôm mà loại dày dặn, mở ra mở vào nhẹ và chắc nhá. Và một cái form yên này, form yên này nó giống như kiểu mấy con Chevrolet Yoko 9-10 triệu ấy. Form yên này rất là đẹp. Đồ mỏng thì nó khá là mỏng, cái này nó dùng cho bọc yên và dùng cho quần đạp xe thì tuyệt vời vì nó có rãnh giữa nhá. Tổng kết lại thì em đánh giá Kali S3000 là một mẫu rất là đáng mua nhá. Các cái mã của Kali có từ S2000, 3000, 5000, 6000 đều rất là đáng để các bác cân nhắc, và bên em có phân phối hết các mã đấy. Xe này thì nó có 4 màu đều rất là đẹp, của video sẽ để danh sách các màu để các bác dễ lựa chọn nhá, và có 2 size số như em chỉ ở cái mục khung sườn. Về bảo hành, bên em bảo hành khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm từ xăm lốp và bê đan thôi. Và về quà tặng đi kèm thì em tặng kèm 4 món là chắn bùn, giá nước, khóa số và bình nước. Ngoài ra thì em có tặng thêm bộ lục rồi các bác lấy nguyên thùng nhé. Rồi cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn được một cái xe ưng ý nhé.